សូមគោរពបងប្អូនពូមិញមាទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកម្ហូបឆាខ្ញីសាច់មាន់មកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តិចទៀតនេះជាដំបូងនេះបងប្អូនយើងដាក់ខ្លាញ់ចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយបន្តមកដាក់ខ្ទឹមកំឡោចមានក្លោចបន្តិចមកយើងដាក់ដាក់ខ្ញីនេះខ្ញីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានស្គាល់ហើយគឺខ្ញីចាំវាមកបន្ទុកសិនទៅមកមកមកគឺឆាសាច់មាន់ជាមួយខ្ញីបាទបងប្អូនយើងឆាខ្ញីឲ្យក្រៀមឲ្យក្រៀមហើយចាំយើងដួសវាចេញសិនចាំប្រិមិត្តបងប្អូនចាំទស្សនាដោយរីករាយដល់វគ្គដុសខ្ញី
đặt chan bông bồn dùng bột nhây đặt chan sân mốc lại đặt tâm bồn cồn từ mấy viên cồn về món hai là nắng cái hai tha cùng loại tâm mặt tâm một về riêng ăn á chẳng dùng đắp sạch mòn cho mỏ bọn ổn với cái kia sạch mòn chúng ta thả hợp qua sạch mòn hay dùng cái lọc sạch mòn thịt mỏ cùng ngôi gì mà và hai chị ngay nhé em mới ngồi đây tận món từ đầu vừa mở chia mặt hậu về lượng nhiệt thì đại dương chân thì cho cá nè dương nó chia cá chia lẽ phần nào hay chuẩn chia cục xá nè chặt tập trai mình tay máu tập trai mong con tập trai á dương toàn máu dương đặt cò sò cò sò máu mà toàn mà tiếc cứ dương đặt bị chay nhờ bị chay nhá dân bọn con dừng tục về ở cream bằng tích tiền đi dừng đặt nhảy chỗ chỉ cả sạch và lấy dừng đặt nhảy bọn con đầu vẹt đặt nhảy chỗ
ngay cho ấy. Đặt ngay cho ấy bông bông chẳng bông bông quân trong cuộc bông bông này đang tụt nà này mà hốt dương nhóm toàn chẳng chá xong ô quân nâng ô của quân chẳng bị toàn mà nó dễ đặt lập tầm mà thì càng trái mẹ trong cáo xong ô quân bông ô đại bàn cho rùm chắc là nơi video này xong chung phó bông ô chuộc tay sẽ đầy sắp sẽ đầy châm ra sắp kiếp ô cục tích ghiê riêng trầy xong ô quân nâng ô bạc quân.